gì các video hỏi mình trả cho em mấy đứa này là sao chị? Đấy mày trả tiền cho tao. Phương, nghe nắng đẹp mà. Trời ơi. Mẹ ơi, mày bỏ nó bóng nó mẹ. Đẹp mày ra, đẹp mày. Trời ơi, có. Nhìn mày đi vậy mà. Dạ không, cái đó thì vừa là còn cái gì đó thì chỉ là có một cái miền tây của mình thì nó cũng biết rồi, nên chỉ là không có miền tây. Nè nè, nhìn tự nhiên như không hề tự nhiên. Trời ơi, chị xứng đáng có mấy người yêu mọi người. Nhỏ nãy ngồi như giống dỗ trà. Nó lại chết rồi, mọi người còn bị sửa với quay quá. Kia kìa. Ủa ai vậy? Ủa? Mày đi đâu vậy? Alo alo. Cúc. Kìa. Alo. Chị ở đường nào vậy? Xe. Đường nào vậy? Xe. Mọi người sẽ lên xe.
Nô lệ câu lạc bộ. Đừng chiến dịch. Bữa nào trên trường mình có nhận hú hồn. Để bắt đầu vòng casting thì câu lạc bộ kịch Hòa Báo Chí và Truyền thông có một món quà nhỏ muốn gửi đến cho toàn thể quý vị khán giả đang ngồi tại hội trường tổng hợp ngày hôm nay. Đức Huy và Dương. Ôi chú coi đúng chừng là vui quá vậy. Một quay lại quay lại. Một số khi chúng tôi điều chỉnh giá. Thứ nhất, you know.